Xin mến chào cô chú đến với kênh là Cây Chuyện Của Tôi, cũng như kênh Bonsai Mini TNCT. Thì trên màn hình cô chú mình đang thấy đây là những cây linh sam hạt gạo Tân Phú. Bên vườn con đã trồng 4-5 năm, cây hiện tại đang phát triển rất là ok. Thì cô chú mình xem tham khảo ha. Còn có lên mã số và giá tiền cụ thể. Nói chung là tùy theo gốc nha cô chú. Với lại những cái cây này á thì đang rất là xanh tươi, trong quá trình chân chuyển thì nó chắc chắn vàng lá. Và cái thứ hai nữa là vườn con đã hết sọt mũ rồi, cho nên vườn con đóng vô hai lớp giấy thì trong quá trình vận chuyển nó có thể là dập gãy một xíu, thì cũng mong cô chú mình thông cảm ha. Nhưng mà đối với cái cây trồng rất là già và giá nó mềm như thế này là quá ok rồi nha cô chú đó. Thì cũng như gốc này là mã số 170, thì hoành của nó là cỡ cho keo Mỹ Tiến. Đối với cây linh sam hạt gạo là nó rất là lâu lớn rồi, mà trồng để cho keo Mỹ Tiến là 4-5 năm. Thì cô chú mình nhìn thấy cái dáng nào ưng thì liên hệ vườn con nha. 170, con giao lưu giá 120.000. Đó, tiếp theo là 171, 171, 130.000. Đó. Cây này cũng bự hơn cho keo Mỹ Tiến nữa nè. 171 ha. Tiếp theo là 172. Giá 140.000. Đó, gốc rất là to, cây này cũng có dáng đẹp ha. Tiếp theo là 173, giá 130.000. Cái này kiểu cái phơm cổ thụ nha, rễ rồi nó quắn quắn rất là quái. Tiếp theo là mã số 174, giá là 140.000. Cây này cái gốc của nó không có to bằng những cây ở trên, nhưng mà cái giá của nó khá là mắc. Lý do là vì cái dáng của nó, vì cô chú mình làm dáng trực quyền được luôn nha. Mình chịu khó mình nuôi dưỡng, mình cắt lại rồi mình uống, mình làm dáng trực quyền rất là đẹp. Với lại cái dáng của nó là cái dáng nghiêng tự nhiên nữa, rất là ít cây có. Với lại hạt gạo là rất là ít cây dáng đổ, tại vì rất là ít người uống nha cô chú. Tại vì cây nó rất là lâu lớn. Mã số 174, 140.000. Tiếp theo là mã số 175, 130.000. Đó, gốc của nó bự hơn rất là nhiều ha, nhưng mà nó rẻ hơn 10.000 nữa đó. Tiếp theo là 176, 130.000. Cây này cũng phơm dáng kiểu dáng đổ, dáng bay nữa nè cô chú. Gốc của nó thì bự hơn ngón chân cái người lớn ha. Tiếp theo là 177, giá 130.000. Cây này thì thôi rồi, gốc bao to luôn. Đó, cô chú mình thấy ưng cây nào thì liên hệ vườn con nha. Ngoài những cái cây linh sam hạt gạo đó ra, vườn con có những cái cây phôi linh sam siêu hoa dáng quái, gốc của nó cũng khá là to, hoành cỡ chừng 10, 12, 14, 15 tùy theo phôi. Và những cây này được vườn con quấn dáng quái rồi hết rồi, thì cô chú mình mua thì liên hệ vườn con ha. Đó, những cây phôi siêu hoa này là giá cực kỳ rẻ luôn nha cô chú. Trồng cái phôi như thế này đó, giá chỉ có 80.000 một phôi thôi. Thì con sẽ lựa ngẫu nhiên cho cô chú mình mỗi cây một dáng để về cô chú mình làm bonsai ha, hoặc là mình cắt tỉa tròn tròn. Thì giá 80 đã rất là mềm rồi, nhưng mà nếu như cô chú mình mua 3 cây là 240.000, vườn con bao ship cho cô chú mình luôn nha. 3 cây 240 bao ship, nhưng mà cô chú mình mua một cây hai cây con vẫn gửi, nhưng mà con không có bao phí vận chuyển nha cô chú, chỉ có riêng thằng phôi siêu hoa này thôi ha. Đó, cảm ơn cô chú mình đã xem, thì con cũng xin kết thúc video và tạm dừng tại đây ha.